y năm 73/84 em là Hương Long là bạn thân chơi với bạn đang học cùng lớp hai các chị từ bé. Anh em có rất nhiều kỷ niệm và cũng có rất nhiều câu chuyện về các cái bạn trường y học cùng với bạn Hồng của em. Thì hôm nay cũng rất là vui khi mà được đến dự cái buổi giao lưu thơ nhạc ngày hôm nay, và đặc biệt nữa là nghe bạn Cúc nói chuyện hôm nay của anh Văn Vượng có mặt ở đây, một cái thần tượng mà em đã rất là quý và rất là yêu, và hôm nay em mới còn được chứng kiến và được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là qua cái tiếng đàn, qua sóng phát thanh truyền hình nữa. Và cũng xin mặc phép các chị em xin đọc một bài thơ của em để tặng anh các chị những cái buổi ngày hôm nay. Em có cái bài thơ là Hương trái chín vườn xưa của em ở tâm đắc, và cho đến bây giờ em chưa sửa bản thảo một lần nào, một từ nào cả, nó có nguyên bản từ năm em vừa ra trường. Hai mươi tuổi là đứa trẻ trên ba, là đã vườn mai đầy nắng, trái đầu cành sợ là trái đắng, mày lên nhìn theo bóng con chuột chuột kia. 25 tuổi là đứa trẻ thiếu niên năm, đi giữa vườn em đầy trăng, trái chín đầu cành dâng hương ngào ngạt, mắt ngước nhìn lên bóng chị Hằng. 30 tuổi như đứa trẻ lên 10, ra bến sông làng thấy bóng trăng trôi, qua cái bàn tay trăng tan thành ngàn mảnh, ngỡ ngàng cái gọi chị Hằng ơi. Dòng sông làng vẫn trôi, vẫn trôi, vầng trăng còn đi giữa muôn trùng con sọt, để ai đứng bên bờ ảo họ nhớ về quê trái chín vườn yêu. Xin hãy